nhân danh cha và con và thánh thần amen kính thưa cộng đoàn chúng ta đã bước vào chủ nhật thứ hai phục sinh chủ nhật kính lòng thương xót chúa thiên chúa vẫn yêu thương mọi người và ngài yêu thương từng người chúng ta lòng thương xót của chúa đã xóa bỏ mọi lỗi lầm mọi tội của chúng ta và chúng ta cùng lắng nghe lời chúa bài chiết phúc âm theo thánh Gioan vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần những cửa nhà các môn đệ đề đều đóng kín vì sợ người do thái Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng bình an cho các con khi nói điều đó người cho các ông xem tay và cạnh sườn người bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng bình an cho các con như cha đã sai thầy thầy cũng sai các con nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông các con hãy nhận lấy thánh thần các con tha tội ai thì tội người ấy được tha các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô Ma gọi là Đi Đi Mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có tô ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán bình an cho các con. Đoạn người nói với Thomas, hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông, Thomas. Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này, nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong tâm tình hân hoan vui mừng của màu nhiệm phục sinh. Niềm vui phục sinh vẫn đang dâng tràn, thì một niềm vui khác lại ập tới, niềm vui của lòng Chúa thương xót niềm vui cứ nối tiếp những niềm vui và nếu như màu nhiệm phục sinh là niềm vui cho cả vũ hoàn là niềm vui cho toàn nhân loại thì lòng thương xót chúa là in đậm dấu ấn vui mừng trong tâm hồn mỗi người chúng ta ơn cứu độ đã đến lòng thương xót của chúa cứ tràn trề nơi tâm hồn chúng ta khiến chúng ta phải ngỡ ngàng Kinh nghiệm sống đạo cho chúng ta thấy Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta. Những lúc chúng ta phản bội tình yêu của Chúa, Ngài vẫn mãi yêu thương. Những lúc chúng ta quay lưng trước tình yêu của Chúa, Ngài vẫn mãi yêu thương. Những lúc chúng ta hứng hờ làm ngơ giả điếc trước lời mời gọi yêu thương của Chúa, Ngài vẫn mãi yêu thương. Và thậm chí có những lúc chúng ta giả dối trả giá đòi hỏi quá đáng với chúa ngài vẫn cứ yêu thương và đáp ứng những đòi hỏi mà chúng ta mong muốn nói đâu xa ngay trong bài tin mừng hôm nay thôi tô ma ông đã không có mặt với anh em khi chúa hiện đến lần thứ nhất vậy mà khi anh em thuật lại cho ông ông còn không tin và còn lên giọng nói rằng nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào dấu đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn của người, thì tôi không tin. Lẽ ra khi hiện ra một lần nữa, Chúa Giêsu phải chất vấn Tô Ma, con đã đi đâu? Tại sao con không ở với anh em? Tại sao con lại nản trí thất vọng như thế? Tại sao con lại đòi hỏi quá đáng như vậy? Còn có còn tin vào thầy nữa hay thôi Hợp lý lắm chứ Và có thể lắm chứ Nếu Chúa Giêsu nói như vậy Nhưng không Ngài không lên giọng chất vấn Và Ngài cũng không dùng lý lẽ Để buộc tội Tô Ma Và muốn ông phải nhận ra lỗi lầm của mình Ngài chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Và mời gọi ông hãy thay đổi suy nghĩ Và tin vào Ngài đặt ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng như thế. Tô Ma đã mềm lòng ra và ông đã phải thốt ra những điều mà chưa ai dám nói. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Thưa quý ông bà, anh chị em, đã bao lần trong cuộc đời chúng ta giống như tô ma đã bao nhiêu lần chúng ta đã thờ ơ trả giá và đòi hỏi chúa và chúa đã làm gì cho chúng ta chúng ta đã nghiệm ra được điều gì sau những lần đó thiên chúa là cha toàn năng và giàu lòng thương xót tình thương của ngài vô biên vô tận ngài yêu thương tất cả mọi người đặc biệt là những người tội lỗi ngài luôn đi bước trước đến với chúng ta như mục tử đi tìm con trên lạc như bào quả đi tìm đồng bạc đã mất như người cha ngóng chờ người con thứ trở về ngài vẫn mãi hiện diện ở đó để chờ đợi chúng ta chỉ cần chúng ta hoán cải ngài liền tha thứ chỉ cần chúng ta chạy đến, Ngài liền nâng đỡ bổ sức, và chỉ cần chúng ta nép vào vòng tay Ngài, Ngài liền gìn giữ chở che. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa, hãy sám hối Hãy trở về đừng cứng lòng nữa Hãy hoán cải Hãy từ bỏ lối sống cũ Để sống một đời sống mới Trong đấng phục sinh Hãy để cho lòng thương xót Chúa Thanh tẩy tâm hồn và đời sống chúng ta Hãy cùng chịu đau khổ với Ngài Để được vinh quang với Ngài Hãy chết đi cho tội lỗi của mình Để được sống trong ân sủng của Đức Kitô đó là lời mời gọi của tình yêu ân sủng và lòng thương xót chúa đó là lời mời gọi vươn lên để xứng đáng là môn đệ của chúa xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi đó và xin lòng thương xót chúa bao phủ chúng con mỗi ngày cho đến trọn đời amen